có bánh lăng nữa nè. Cơm ly, cơm xôi, có bánh lăng. Dạ, bánh lăng tí nữa mua gì ăn? No quá rồi, ăn hết nổi rồi. Ô, rồi trộn vô ăn hả cô? Trộn đều lên. Kem này kem dừa hả? Kem dừa. À, trộn đều lên. Tại sao đi nấu không có gì, bị gì chứ. À, sôi nấu sữa đặc đậu phộng. Có một ly bỏ hai muỗng, một ly bỏ theo muỗng thì chậm nữa đó. Dạ đúng không? Đi chơi bụi á.